Nam xa không? Xa hơn đi chợ nhiều lắm, ở Việt Nam xa lắm. Đồ của ông bà gửi nè. Gì đâu không thấy luôn. Di chuyển bạc gì đâu thấy đâu. Nhỏ con cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi, con cảm ơn ông. Ủa, cái này à, nói đi. Cảm ơn bà, cảm ơn ông. Cảm ơn bà, cảm ơn ông. Ừ, khi bên thích này không? Thích. Không thích hả? Thích hả? Ừ. Ồ, đẹp quá ta, mang giày đẹp quá, lịch sự quá ta. Rồi Kim Kim đã lấy Spider-Man kìa. Ôi cái này thấy cưng quá sức kìa chị Ngân. Nửa nó mang không vừa nữa, cái nó lớn cất lên nha. Để nữa cho nó lớn cho nó coi, nhỏ nó mang đôi dép này nè. Chuyện lắm mà. Ồ bà ngoại sắm vàng luôn, sắm vàng cho hai anh em đeo luôn. Ồ. Oh. Việt Nam là vàng đeo rõ kìa. Ồ ồ, giàu quá chú ơi. Ủa, quá trời giàu luôn rồi. Cái này thay quần ngắn nha, nó giống đại gia. Thay quần ngắn mang đôi dép vô. Vô mày.
Quay quay đi. Gửi về cho bà ngoại coi nè, ông ngoại coi nè, gửi cho ông ngoại bà ngoại coi nghe. Thank you ngoại, thank you đi, thank you gì út luôn, gửi đồ cho khi đình nhiều quá nè. Đẹp quá. Ô đeo vàng dữ luôn. Đây chị ngồi với chị quá bự.